Chào mừng quý bạn và các vị đến với series video tìm hiểu và khám phá đồ gỗ được thực hiện bởi Đồ Gỗ Tùng Tám. Các video mới nhất sẽ được update vào 21 giờ tối thứ 3 và thứ 7 hàng tuần. Mọi người nhớ bấm like, đăng ký kênh để có thể xem được những video mới nhất của chúng tôi. Trong video ngày hôm nay thì tôi xin mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cây gỗ sến. Như gỗ sến là gỗ gì, thuộc nhóm mấy và gỗ sến có tốt không? Thì gỗ sến là một trong tứ thiết mà người miền Bắc nước ta hay quan niệm và nó đứng cùng hàng với đinh, lim và táu. Gỗ sến là cây gỗ lớn có thể cao từ 30 đến 35 mét. Cây sến sinh trưởng chậm, ưa đất tốt và ẩm. Cây sến mọc thành rừng thuần hỗn hoặc già với cây lim xanh. Cây sến có phiến lá hình trứng ngược hay hình bầu dục dài từ 6 đến 16 cm, rộng từ 2 đến 6 cm, đầu tù và có mũi nhọn rộng. Cụm hoa ở nách lá thì thường có từ 2 đến 3 hoa. Hoa có màu tràng, nhẵn màu vàng, thường ra hoa vào tháng 1 đến tháng 3. Có quả chính từ tháng 11 đến tháng 12. Cây thì tái sinh bằng hạt và chồi, quả hình bầu dục hay hình cầu dài từ 2,5 đến 3 cm, và hạt thì có hình trứng. Gỗ sến thì thuộc nhóm 2 trong bảng gỗ ở Việt Nam. Gỗ sến có rất nhiều loại khác nhau, như là sến mật, sến cát, sến trắng, sến năm ngón, sến rũa. Nổi bật nhất thì là gỗ sến đỏ, sến mật và sến mổ. Cây sến đỏ thì là loại cây gỗ lớn cao đến 30 mét, có hoa vào tháng 1 đến tháng 2, có quả vào tháng 3 đến tháng 5. Và gỗ sến đỏ thì được biết đến là một loại gỗ tốt, có vân gỗ đẹp, có màu nâu cứng và khó gia công và chịu được cường độ lực lớn. Đây là loại gỗ có thể chế biến thành rất nhiều sản phẩm sang trọng và có giá trị kinh tế cao. Sến mật thì sến mật là cây gỗ lớn có thể cao từ 30 đến 35 mét. Phiến lá rộng, cây sến mật thì sinh trưởng chậm. Gỗ sến mật có màu đỏ nâu, cứng và khó gia công, dễ nẻ và chịu cường độ lực lớn. Gỗ sến mật thì được xếp vào nhóm tứ thiết cùng với đinh, lim và táu. Hạt sến mật thì chứa từ 30 đến 35% dầu béo, có thể dùng ăn hay là dùng trong công nghiệp. Lá có thể nấu thành cao để chữa bỏng. Gỗ sến mật là loại gỗ sến hảo hạng. Gỗ sến mật thì là rất đắt giá trên thị trường hiện nay. Gỗ sến mật thì dùng làm đồ trang trí nội thất cao cấp, khiến không gian của gia đình bạn thì thêm phần lịch sự và cổ kính. Là loại gỗ mà những gia đình có kinh tế cao mới có điều kiện để lựa chọn những tấm phản, những chiếc sập hay cột nhà còn sót lại thì cũng là một khối giá trị lớn. Sến mổ là một trong những chi họ của các loại gỗ sến, thì mỗi loại gỗ quý hiếm mà được xếp ngang hàng với đinh hương. Thực chất sến mổ là gỗ sến, ngoài những đặc trưng chung của gỗ sến thì sến mổ có những đặc điểm nổi bật khác để tạo ra giá trị cho bản thân và phân biệt với các loại gỗ khác. Thì gỗ sến mổ có ít giác, lõi phân biệt, gỗ thường có màu vàng nhạt. Nếu để lâu thì theo thời gian thì gỗ chuyển sang màu vàng sậm hay đỏ nhạt. Gỗ sến mổ là loại gỗ giàu, trên mặt gỗ thường có các sợi sẫm. Gỗ này thì khá cứng và nặng. Sến mổ là loại gỗ quý hiếm cần được bảo vệ trên sàn gỗ nguyên liệu. Giá của gỗ cũng thuộc hàng ngất ngưỡng so với các loại gỗ khác. Ở Việt Nam thì loại cây này thường mọc ở các tỉnh phía Nam như là Gia Lai, Khánh Hòa, Tây Ninh, Kiên Giang. Ngoài ra nó còn phân bố ở Thái Lan, Campuchia. Với những đặc tính và sự khác biệt trong chất liệu thì mỗi loại sến lại mang lại sự quý hiếm và được người dùng yêu thích ở một mức độ khác nhau. Tuy nhiên loại sến mổ thì là loại được yêu thích nhất và được lựa chọn nhiều nhất. Về giá trị kinh tế của gỗ sến thì là loại gỗ có giá trị kinh tế cao, thuộc hạng gỗ quý hiếm, được dùng nhiều trong thiết kế đồ nội thất và mặt hàng được ưa chuộng. Đây là một loại nguyên liệu có giá cũng khá ngất ngưỡng so với những loại gỗ khác. Gỗ sến thì có màu đỏ nâu, cứng, khó gia công. Chính vì vậy thì gỗ sến được dùng nhiều trong sản xuất những đồ dùng nội thất. Các bộ phận như là hoa hay vỏ cây thì có tác dụng chữa bệnh. Hoa được dùng làm thuốc hạ sốt, trợ tim. Vỏ cây thì có tác dụng là chữa bệnh. Vỏ có vị chát, có tác dụng là thu liễm trừ ly, cũng dùng để ăn trầu.